bị đồn thay nghệ sĩ nhân dân công lý đóng bắt đầu diễn viên duy khánh nói gì tin đồn diễn viên duy khánh đóng táo quân dâm gian thậm chí có người còn tung tin nam diễn viên trẻ thế vai nghệ sĩ nhân dân công lý đóng cô đầu duy khánh đã thông qua dân trí làm sáng tỏ mọi đồn đại hôm qua nam diễn viên duy khánh đăng dòng trạng thái tết năm nay duy khánh xin phép được diện kiến ngọc hoàng và các táo ạ thật sự bản thân khánh vô cùng hạnh phúc và vinh dự khi có cơ hội được làm việc cùng các cô chú tiền bối đã từng là tuổi thơ của biết bao thế hệ hy vọng sự xuất hiện của khánh sẽ được quý khán giả yêu thương và ủng hộ thật nhiều ạ ngay sau chia sẻ của duy khánh tin đồn duy khánh tham gia táo quân đã xuất hiện thậm chí có người còn tung tin nam diễn viên trẻ thế vai nghệ sĩ nhân dân công lý đóng cô đầu trước những thông tin này phóng viên dân trí đã liên hệ với diễn viên duy khánh để làm sáng tỏ tôi tham gia chương trình táo liên quân sẽ được lên sóng vào ngày 23 tháng 1 chứ không phải táo quân gặp nhau cuối năm được phát sóng vào đêm giao thừa nhiều thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng đưa lên trong khi tôi không hề có phát ngôn nói rằng mình tham gia táo quân mọi người đọc kỹ lại dòng trạng thái của tôi sẽ hiểu tôi hy vọng mọi người sẽ không bị nhầm lẫn thông tin chia sẻ về kỷ niệm khi làm việc với các danh hài phía bắc duy khánh cho biết các cô chú nghệ sĩ ngoài bắc tôi chưa có dịp được làm việc trước đó duy nhất nghệ sĩ nhân dân tự long tôi từng gặp chú khi tham gia sâu truyền hình nhưng cũng không có dịp giao lưu nhiều ban đầu tôi rất lo áp lực không dám nói chuyện với mọi người nhưng khi vào tập thì tôi thấy các cô chú rất dễ thương không có khoảng cách thậm chí còn tung mảng miếng rất nhịp nhàng để tôi phát huy khả năng diễn xuất tôi cũng thoải mái hơn và chủ động chia sẻ với mọi người về mảng miếng quá trình tập luyện kỳ hình rất vui vẻ thoải mái tôi cảm thấy hạnh phúc vinh dự khi được làm việc cùng các cô chú trong dịp này hiện tại tôi đã hoàn thành xong việc ghi hình và về lại thành phố hồ chí minh duy khánh tiết lộ sẽ vào vai bắt đầu khi nghĩ đến bắt đầu mọi người sẽ nghĩ ngay đến táo quân người thể hiện thành công hình tượng bắt đầu liên tiếp trong táo quân nhiều năm qua là nghệ sĩ nhân dân công lý liệu đây có phải áp lực với duy khánh khi hóa thân vào hình tượng bắt đầu trong táo liên quân tôi khá là hồi hộp và có một chút áp lực nhưng tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ sẽ có một nét diễn mang màu sắc khác nhau tôi cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình và thể hiện đúng tinh thần của nhân vật bắt đầu mỗi khán giả sẽ xem và cảm nhận một cái gì đó riêng tôi cũng không đặt nặng vấn đề này khi đã nhận lời tham gia tôi cũng chấp nhận sẵn sẽ xảy ra điều này việc so sánh giữa tôi và chú công lý là một điều không nên vì chú công lý rõ ràng là một cây đa cây đề một bậc tiền bối về diễn xuất rồi để mà so sánh với tôi rất là gặp khiễng tôi chỉ là một diễn viên trẻ thôi tôi cũng từng ngày cố gắng để trao dồi kỹ năng diễn xuất tôi hy vọng mọi người sẽ xem và có cái nhìn vui vẻ thoải mái nhất duy khánh bày tỏ nói về tạo hình của nhân vật duy khánh cho biết phía kiếp có hỗ trợ tôi về mặt trang phục ngoài ra tôi cũng chủ động chia sẻ về hướng đầu tư cho nhân vật của mình để hoàn chỉnh nhất đẹp nhất khi vào vai bắt đầu Tạo hình bắt đầu đã ra đời dựa trên sự cộng hưởng chuẩn bị giữa tôi và bên phía chương trình. Duy Khánh là nghệ sĩ hài được yêu thích và khá nổi bật ở miền Nam. Duy Khánh sinh năm 1995. Các sản phẩm web TheZamasit.com Duy Khánh từng sản xuất và tham gia diễn xuất, gặt hái được nhiều giải thưởng trong thời gian gần đây. Cường Thi Biến, Bà Năm Bóng, Xóm Sân Si. Duy Khánh còn được mọi người nhớ đến với nick nickname cô giáo Khánh nhờ hình tượng giả gái thành công. Duy Khánh mặc áo dài, mái tóc ngắn ngang vai trong loạt clip gây sốt.